Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây trên nhiều diễn đàn mạng xã hội đã và đang chia sẻ loạt hình ảnh, ghi lại hoàn cảnh một gia đình gồm 7 thành viên được ghi nhận tại Làng Sơn. Theo đó, gia đình này gồm hai vợ chồng và 5 người con nhỏ cùng đeo nhau trên chiếc xe máy với nhiều vật dụng từ tỉnh Điện Biên đến cửa khẩu Tân Thanh, Làng Sơn để tìm việc làm trang trải cuộc sống. Suốt chặng đường 600 km chủ yếu đèo dốc, thời tiết lại rét buốt, cả gia đình 7 người trên chiếc xe máy cũ khiến ai cũng xót xa. Thấy hình ảnh này, nhiều người đã chụp ảnh gia đình này và đăng tải lên mạng xã hội. Ngay lập tức, loạt hình ảnh đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người đã ngỏ ý muốn giúp đỡ hỗ trợ gia đình. Không những vậy, sau khi bài đăng được lan tỏa, điều kỳ diệu đã xảy đến với gia đình đông con này. Qua tìm hiểu, là hình ảnh được ghi nhận thuộc về gia đình của anh Sùng Pó Tủa ở bản Suối Voi, Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Theo thông tin được biết, Hội Thiền Nguyện Hữu Lũng Làng Sơn đã liên hệ với Trung tâm Hy vọng để hỗ trợ cho gia đình này. Cả 7 người trong gia đình sẽ được đưa về Trung tâm Hy vọng để có chỗ ăn ở trong những ngày thời tiết giá lạnh. Sau đó, khi gia đình đồng ý và hoàn thiện các thủ tục với chính quyền địa phương, đại diện trung tâm thiện nguyện sẽ tìm việc làm cho hai vợ chồng anh chị, đồng thời nhận nuôi năm đứa trẻ. Ông Nguyễn Trung Chắc, người sáng lập trung tâm hy vọng xã Tân Lập, huyện Hữu Lũng, tỉnh Làng Sơn cho biết, hiện gia đình 7 người đang được ăn nghỉ tại trung tâm dành cho trẻ mồ côi do ông sáng lập. Sau khi hỏi chuyện, ông Chắc được biết, hai người quê Sơn La nhưng định cư ở Mường Nhé, Điện Biên đã lâu, Ngày xưa, anh chồng từng đi bốc vác thuê ở cửa khẩu Tân Thanh, nên lần này anh đưa vợ con quay lại với mong muốn kiếm việc làm. Sau khi nhờ công an huyện Hữu Lũng xác minh từ phía địa phương của cặp đôi này, ông chắc được biết nguyên do gia đình dắt díu nhau đi kiếm việc là để trả món nợ 50 triệu đồng. Mới đây, chủ nhà đề nghị anh ấy phải trả nốt số tiền trong vòng mấy tháng nữa, nếu không coi như sẽ mất cả số tiền cọc kia. Hai vợ chồng muốn đi làm để kiếm tiền trả nợ, nhưng ở nhà không có ai trong con nên đã mang cả năm đứa trẻ đi cùng ông chắc cho biết sau khi gặp gỡ ông đã ngỏ ý mời cả gia đình tá túc tại trung tâm hy vọng mặc dù không nói được nhiều tiếng kinh nhưng hai vợ chồng tỏ ra vui mừng và đồng ý ông chắc nói nếu muốn ông có thể bao bọc cả năm đứa trẻ cho chúng đi học với điều kiện hai vợ chồng phải về quê lấy đủ giấy tờ để làm thủ tục cho bọn trẻ chị vợ có thể ở lại trung tâm chăm lo cho các cháu nuôi gà trồng rau tăng gia sản xuất chúng tôi có thể tìm được công việc phù hợp cho anh chồng ở quanh huyện Hữu Lũng. Tuy nhiên, ông chắc thấy hai vợ chồng vẫn lo lắng về khoảng nợ 50 triệu đồng. Vì thế, ông cho biết đang tìm cách kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ cho gia đình khoản tiền này. Còn việc có ở lại trung tâm hay không là tùy họ quyết định, ông nói. Người sáng lập trung tâm cũng cho biết, trước mắt ông đã bố trí một phòng riêng cho gia đình ăn ngủ để ổn định sức khỏe trong vài ngày tới. Ông cũng cho năm đứa trẻ vui chơi giao tiếp cùng những đứa trẻ ở trung tâm để xem khả năng giao tiếp tiếng kinh của chúng như thế nào. Nếu cho các cháu đi học ở đây, chắc là các cháu phải mất một thời gian dự thính để quen với ngôn ngữ thì mới học được. Ông chắc cũng chia sẻ thêm rằng, trung tâm ở Hữu Lũng của ông có 30 trẻ, trong đó 22 trẻ đang học phổ thông, 8 trẻ đang học cao đẳng đại học, tất cả đều là trẻ mồ côi, nhưng xét thấy hoàn cảnh của vợ chồng anh Tủa rất đáng thương nên ông sẵn lòng giúp đỡ trong cõi nhân sinh, đạt đến kỳ hạn trăm năm đã là điều hiếm hoi, quý báu. Thường người ta chỉ dám chúc người già sống lâu trăm tuổi, vượt qua giới hạn ấy ngày nào là được hưởng thêm lộc trời ngày ấy. Thế nên con cháu của cụ bà Trịnh Thị Khương vô cùng hạnh phúc khi cụ đến nay gần tròn 119 tuổi, độ tuổi siêu hiếm không chỉ ở Việt Nam mà còn tính trên toàn thế giới. Theo những giấy tờ liên quan được cơ quan chức năng xác thực, cụ Trịnh Thị Khương sinh sống tại xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh, sinh ngày 14 tháng 6 năm 1905. Như vậy đến thời điểm này, cụ Khương đã bước sang tuổi 119. Theo kỷ lục Guinness thế giới, cụ Khương hiện nhiều hơn người đang nắm giữ kỷ lục cao tuổi nhất thế giới đến 2 tuổi. Hiện gia đình, chính quyền địa phương đang thực hiện các thủ tục liên quan để công nhận cụ Khương là người cao tuổi nhất thế giới. Từ năm 2014 trở về trước, cụ Khương khi đó đã 110 tuổi vẫn đều đặt bắt xe đò từ Thanh Hóa một mình vào Đồng Nai thăm con cháu, thường thì cụ ở chơi từ 3 đến 4 tháng rồi về quê sống cùng con trai lớn, năm nay đã ngoài 88 tuổi. Năm 2014, cụ quyết định vào Đồng Nai ở hẳn cùng con gái thứ hai vì mẹ và con gái chăm nhau thuận tiện hơn, từ đó mỗi năm cụ lại đón xe đò ra Thanh Hóa chơi vài tháng rồi lại vào. Nhưng từ thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát đến nay, phần vì sức khỏe không tốt, phần vì con cháu cản do lo ngại cụ tuổi đã cao, đi lại mệt nhọc nên cụ Khương không thường xuyên về thăm quê như trước. Theo bà Đỗ Thị Ninh, mỗi tháng cụ Khương được nhận chế độ trợ cấp của nhà nước là 1,1 triệu đồng, riêng người chăm sóc cụ Khương là con gái thứ hai được nhà nước hỗ trợ 300.000 đồng một tháng. Bà Đỗ Thị Ninh năm nay đã 81 tuổi, là con gái thứ hai của cụ Khương và là người trực tiếp chăm sóc cụ. Bà Ninh cho hay mẹ bà tuy lớn tuổi nhưng vẫn tự ăn uống sinh hoạt tự chủ tuy nhiên để yên tâm mỗi khi cụ khương muốn đi lại gia đình luôn có người theo sát để dìu riêng thức ăn phải nấu thành cháo nhừ để cụ dễ tiêu hóa cụ khương được phục vụ ăn nhiều bữa trong ngày với khẩu phần được chia nhỏ để cụ không chán ăn mà bỏ bữa bà ninh cùng các con đổi món liên tục khi đến bữa ăn con cháu cùng quây quần ngồi bên để tạo không khí vui tươi nhờ vậy mà mẹ tôi hay cười lắm thấy mẹ vui mình cũng cố gắng thật nhiều để chăm sóc mẹ Bà Ninh chia sẻ. Cũng theo bà Ninh, cha bà là liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Một mình mẹ bà phải vừa làm cha, vừa làm mẹ chăm sóc 7 người con. May mắn là tất cả bốn con trai, ba con gái trong nhà hiện đều khỏe mạnh. Người anh cả sinh năm 1936, còn em út ra đời khi mẹ bà đã gần 50 tuổi. Hiện cụ Khương có đến 150 con, cháu, chắt, chút, chít. May mắn là phần đông sinh sống tại Đồng Nai nên có nhiều dịp gặp nhau dù cụ Khương không nhớ được hết tên con cháu. Về phần mình, mỗi khi có khách đến thăm, cụ Khương luôn thay quần áo gọn gàng, ngồi cạnh mép giường để tiếp khách. Cụ Khương cho hay, cụ rất vui khi mọi người đến chơi và vui nhất là khi được quây quần với đại gia đình. Câu chuyện của cụ Khương gây được chú ý lớn trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra vô cùng ngạc nhiên vì độ tuổi 119 quá hiếm hoi hiện tại người lớn tuổi nhất thế giới được ghi nhận cuối năm 2023 là cụ bà Maria Brancat Moreira sinh năm 1907. Cụ bà Moreira hiện đang sống tại Tây Ban Nha và được tổ chức kỷ lục Guinness thế giới vinh danh là người cao tuổi nhất còn sống trên toàn cầu. Những ngày qua thông tin và hình ảnh về đám cưới của cặp đôi ngoài 70 ở Nghệ An đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Nhân vật chính của đám cưới này là ông Nguyễn Ngọc Linh, 75 tuổi, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, cùng vợ là bà Phan Thị Lan, 70 tuổi. Ngày 25 tháng 2, vợ chồng ông Linh tổ chức đám cưới vàng kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Gây xôn xao dư luận, hình ảnh đám cưới của cặp đôi U80 được chia sẻ khắp mạng xã hội. Nhiều người gửi lời chúc phúc và ngưỡng mộ trước tình yêu của ông bà. Vợ chồng ông Linh không tham gia mạng xã hội. Thông qua con cháu, ông bà biết chuyện mình đang nổi rần rần trên mạng. Để chuẩn bị cho đám cưới vàng, vợ chồng ông Linh cùng nhau đặt may lễ phục. Bà Lan chọn áo dài xanh, còn ông Linh mặc vest chỉnh tề. Ông Linh tự lên kế hoạch bỏ tiền tổ chức tiệc cưới, con cháu chỉ giúp đỡ hỗ trợ một số công việc nhỏ. Do con cháu, họ hàng và bạn bè hàng xóm tổng cộng hơn 300 người, nên ông Linh làm 30 mâm cổ, ông không đặt món của nhà hàng mà dùng cây nhà lá vườn để đại khách. Ông Linh cho biết, chúng tôi dân quê, có gì đại đó, Tôi bảo con cháu làm thịt một con bê sữa 35 kg, một con lợn rừng hơn 5 kg, 40 con gà. Tất cả đều được đem nướng trên than hồng rồi trải ra mâm đã lót lá chuối. Chúng tôi bày thêm vài chén nước chấm ở mỗi bàn. Thế là cổ bàn cũng tươm tất, bà con dự tiệc ăn uống vui vẻ. Ông Linh chỉ bỏ ra khoảng 40 triệu đồng, đã có được lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới rình rang. Không chỉ vậy, ông còn thiết đãi con cháu họ hàng xóm làng, bữa ăn miễn phí. Ông bà nhất định không nhận phong bì, Ông Linh cho rằng khoảng 90% khách mời là con cháu, họ hàng thì lấy tiền làm gì? Mình đãi tiệc cưới để chung vui, đâu phải kiếm tiền. Đặc biệt, đám cưới vàng của vợ chồng ông Linh được tổ chức đầy đủ nghi lễ. Trước cưới một ngày, ông Linh chở bà Lan về nhà ngoại. Hôm sau, ông cùng con cháu họ hàng đi trên 25 chiếc ô tô đến rước dâu. Bà Lan bẻn lẻn nắm tay chồng, bước lên xe hoa. Người mẹ 90 tuổi của bà Lan một lần nữa chúc phúc cho con gái tuổi 70 đoàn xe rước dâu rời nhà gái về đến hôn trường ông linh dắt tay vợ lên sân khấu trong tiếng hò reo pháo giấy rợp trời họ cùng trao nhẫn các bánh kem rót rượu như một đám cưới thực sự được biết ông bà quyết tâm làm đám cưới vàng để bù đắp những năm tháng thiếu thốn ông linh bày tỏ sự bất ngờ xen lẫn vui thích ý tưởng tổ chức đám cưới vàng được ông linh ấp ủ từ 6 tháng trước ông chia sẻ mong muốn này với vợ và nhận được sự nhất trí cao Ngày xưa gia đình tôi từ nơi khác đến nghĩa đàn khai hoang, vợ tôi cũng theo bố mẹ đến đây lập nghiệp. Chúng tôi biết nhau và nảy sinh tình cảm. Đến năm 1974, khi cất xong nhà tạm, chúng tôi tổ chức đám cưới trong điều kiện thiếu thốn đủ thứ. Lễ cưới diễn ra vào ngày 16 tháng 1 năm 1974 âm lịch, trước sự chứng kiến của người thân và dân làng. Hôm đó chúng tôi không có lễ phục để mặt, sân khấu và phong màn dựng tạm bằng vách bơi lúa, rồi dùng chăn màn quay lại tiệc cưới đãi bà con bằng cơm đồn sắn không có tiếng nhạc sập sinh. Dù vậy mọi người rất đoàn kết vui vẻ chúc phúc cho vợ chồng tôi, ông Linh kể. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, âm lịch, tức ngày 25 tháng 2 năm 2024, dương lịch là tròn 50 năm ngày cưới của vợ chồng ông Linh. Hiện tại, kinh tế gia đình ông Linh đã ổn định, 8 người con yên bề gia thất. Trước đám cưới vàng, ông Linh đã đặt sẵn khách sạn cùng vợ hưởng tuần trăng mật ở cửa lò gian khổ đã qua con cái trưởng thành đây là lúc ông bà tận hưởng tuổi già hạnh phúc